Bản tin trưa 23 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có 80 ca mắc COVID-19 trong nước, ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh 40 ca, Bình Dương 23 ca, Bắc Giang 8 ca, Hưng Yên 4 ca, Lào Cai 2 ca, Long An 2 ca, Bắc Cạn 1 ca. Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 13.862 bệnh nhân. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau. 2 ca là bệnh nhân 13.783 và 13.784 ghi nhận tại tỉnh Long An là các trường hợp đã được cách ly, gồm 1 ca là F1 của bệnh nhân 13.531 và 1 ca liên quan đến bệnh nhân 10.784. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa và Bệnh viện Đa khoa Long An. 4 ca là bệnh nhân 13.785 đến 13.788 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 22 và 23 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 2 ca là bệnh nhân 13.789 và 13.790 ghi nhận tại tỉnh Lào Cai là F1 của bệnh nhân 12.255. 12.540 đã được cách ly, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 23 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. 8 ca là bệnh nhân 13.791 đến 13.798 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. Trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. 23 ca là bệnh nhân 13.799 đến 13.821 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương. Gồm 15 ca liên quan ổ dịch công ty Housewares, thành phố Thuận An, 5 ca liên quan ổ dịch công ty xử lý chất thải môi trường Bình Dương, 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, 40 ca là bệnh nhân 13.822 đến 13.861 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, 10 ca đang điều tra dịch tễ. Bệnh nhân 13.862 ghi nhận tại Bắc Cạn là bệnh nhân nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, liên quan đến khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang đã được cách ly từ trước. Tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 377, lần 2 132, lần 3 141, số ca tử vong 69 ca, số ca điều trị khỏi 5.546 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch COVID-19 trong các bản tin sau.